Thùy Linh kính chào quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phòng Today. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với hệ thống kênh Ngô Phòng. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp về hung thủ Thomas Matthew Crooks, nhưng có tin người này là tín đồ ma cạc. Phỏng vấn trên NBC News Tổng thống Biden làm rõ, bạn không thể chỉ yêu đất nước khi bạn chiến thắng. Tại sao Trump lại chọn thượng nghị sĩ J.D. Vance là bạn đồng hành tranh cử? Bản cáo trạng tài liệu mật của Trump chính thức bị bác bỏ, đặt ra câu hỏi về vụ của Hunter Biden. Luận điệu chống LGBTQ đóng vai trò nổi bật trong đêm khai mạc đại hội của RNC. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra được động cơ của hung thủ Thomas Matthew Crooks. Dù đã xâm nhập vào điện thoại và máy tính của Crooks, kiểm tra lịch sử tìm kiếm và phỏng vấn gia đình, bạn bè, FBI vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Crooks có động cơ chính trị hay tư tưởng để gây ra vụ tấn công cuối tuần qua. FBI cho biết họ đã thực hiện gần 100 cuộc phỏng vấn với nhân viên thực thi công lực, người tham dự sự kiện và các nhân chứng khác nhưng FBI không tiết lộ nội dung tìm thấy trên điện thoại của Cruz hay các tài liệu khác. Cơ quan này cũng xác nhận Cruz hành động một mình và chưa thể xác định động cơ của vụ tấn công. Hung thủ đã bắn nhiều phát từ mái nhà của một tòa nhà bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc vận động trước khi bị các nhân viên mật vụ tiêu diệt. Bố mẹ của Crooks cho biết anh ta không có bạn bè và không có biểu hiện nghiêng về chính trị nào. Tòa nhà nơi Cruz đã lên máy và nổ súng là khu vực tác chiến của đội cảnh sát địa phương, chuyên giám sát đám đông. Điều này đã đặt ra câu hỏi liệu việc truy cập mái nhà có được bảo đảm an toàn hay không khi Cruz không cần dùng đến thang để lên đó. Đáng chú ý, theo WPXI, một đài truyền hình địa phương tại Pittsburgh, Pennsylvania, và là một chi nhánh của NBC News, một người hàng xóm nói rằng cho đến gần đây, Thomas Matthew Crooks đã có dấu hiệu ủng hộ Trump và từng có các biển hiệu ủng hộ Trump tại sân trước nhà mình. Bên cạnh đó, theo các nguồn tin từ lực lượng thực thi công lực địa phương nói chuyện với đài WXPI, một thành viên của đơn vị khẩn cấp quận Beaver đã nhìn thấy một người đàn ông trên mái nhà gần đó vào lúc 5 giờ 45 phút chiều thứ Bảy và thậm chí đã chụp một bức ảnh của người này trước khi thông báo cho các sĩ quan khác ở gần đó nhưng khi có người được cử đi tìm Cruz, họ không thể tìm thấy anh ta và 26 phút sau, Cruz đã bỏ phiếu bầu cử bằng một loạt đạn. Ngoài ra, sự mập mờ về tình trạng sức khỏe của Trump sau vụ bắn cũng là điểm gây tranh cãi. Trump đã được đưa đến bệnh viện Butler Memorial gần hiện trường vụ tấn công, nhưng không có thông tin chính thức nào về tình trạng sức khỏe của ông được công bố. Trump đã đến Milwaukee để chuẩn bị nhận đề cử của đảng và vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh tình trạng sức khỏe của ông sau vụ ám sát. Theo ABC News báo cáo, Trump đã trải qua một cuộc chụp các lớp CT để kiểm tra và kết quả không phát hiện vấn đề nghiêm trọng nào. Nhưng chi tiết về việc điều trị và tình trạng cụ thể của Trump vẫn chưa được công bố. Việc bệnh viện cho đến nay không cung cấp thông tin một cách công khai cho thấy cơ sở y tế này, một phần của hệ thống y tế độc lập ở Pennsylvania, đang bảo vệ sự đồng ý và các thỏa thuận bảo mật với Trump. Về phía Trump, cho đến nay vẫn chưa tiết lộ ông đã trải qua những loại xét nghiệm nào, ông được điều trị như thế nào và loại vết thương ra sao, cũng như liệu có theo dõi hay không sự thiếu minh bạch về sức khỏe của Trump đã tạo ra nhiều đồn đoán, giống như cuộc khủng hoảng sức khỏe của Tổng thống Biden mà chính đảng Cộng hòa từng nêu ra. Trump, khi còn là Tổng thống, đã phải đối mặt với sự giám sát tương tự về một trường hợp nghiêm trọng về COVID mà ông mắc phải vào cuối năm 2020, nghiêm trọng hơn nhiều so với mức độ nghiêm trọng mà tòa bản ốc Trump tiết lộ vào thời điểm đó. Trump đã phải nhập viện tại trung tâm quân y quốc gia Walter Reed Hiện tại, vụ ám sát hụt là lần đầu tiên trong hơn 4 thập niên và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhiều người đã bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của vụ ám sát, cho rằng nó có thể đã được dàn dựng nhằm tạo ra sự chú ý hoặc đánh lạc hướng dư luận. Những người hoài nghi lập luận việc thiếu thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của Trump, cũng như động cơ không rõ ràng của thủ phạm là những yếu tố khiến họ nghi ngờ. Một số ý kiến cho rằng vụ ám sát này có thể đã được dàn dựng để đạt được nhiều mục tiêu chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần. Sự kiện cũng có thể được sử dụng để làm phân tâm công chúng khỏi các vấn đề khác mà Trump đang phải đối mặt. Dù vụ ám sát là thật hay chỉ là một âm mưu dàn dựng, điều quan trọng là cần có sự minh bạch và công khai thông tin từ nhiều cơ quan. Chỉ khi mọi thông tin được làm sáng tỏ, chúng ta mới có thể đưa ra những đánh giá chính xác về sự việc. Trong trường hợp là một âm mưu dàn dựng thì có thể có một kịch bản là gắn một thiết bị nổ nhỏ gần tay Trump. Thiết bị này khi phát nổ sẽ tạo ra một vết thương giả nhưng trông giống thật, gây chảy máu nhẹ. Trong khi tay súng thực sự bắn vào một vị trí khác có thể gây chết người khác xung quanh. Được biết hung thủ không đủ tư cách làm hội viên hội bắn súng tại trường trung học, bị anh ta là người nhắm bắn quá tệ. Tổng thống Biden đã tham gia một cuộc phỏng vấn với phóng viên Lester Hunt của NBC News, nơi ông đã thảo luận về các sự kiện đáng chú ý gần đây và các vấn đề chính trị hiện nay. Ký giả Lester Hunt mở đầu cuộc phỏng vấn khi đề cập đến vụ viện Trump bị bắn. Tổng thống đã thể hiện sự tử tế và quan tâm đến sức khỏe của đối thủ, cho biết ông đã nói chuyện với Trump sau vụ viện, và cuộc trò chuyện diễn ra rất thân thiện. Trump đã cảm ơn Biden và khẳng định mình vẫn ổn. Khi được hỏi về phản ứng đầu tiên của ông, Biden nhấn mạnh, bạo lưng không có chỗ trong chính trị Mỹ. Ông liên tưởng đến cuộc tấn công vào Capitol Hill ngày 6 tháng Giêng và sự kiện tại Charlottesville, Virginia, nơi một phụ nữ trẻ bị giết trong một cuộc biểu tình. Tổng thống chỉ trích cách mà một số nhà lãnh đạo chính trị đã không lên án đủ mạnh mẽ các hành động bạo lực đó. Hunt tiếp tục đặt câu hỏi về việc Biden đã gọi Trump là mối đe dọa hiện sinh và sử dụng từ bullseye để nói về Trump. Đây là cách Tổng thống Biden đã gọi Trump, ngụ ý rằng Trump là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ. Biden đã sử dụng từ bullseye biden muốn nói rằng cần tập trung chú ý vào các hành động và chính sách của trump nhưng từ này cũng có thể bị hiểu nhầm là ám chỉ đến việc nhắm mục tiêu một cách bạo lực tổng thống thừa nhận rằng đó là một sai lầm ngôn ngữ nhưng ông nhấn mạnh rằng mục đích của ông là tập trung vào các chính sách và hành động của trump không phải là khuyến khích bạo lực hãy nhìn xem tôi không phải là người đã tuyên bố muốn trở thành một nhà độc tài ngay từ ngày đầu tiên tôi cũng không phải là người từ chối chấp nhận kết quả bầu cử tôi không nói rằng sẽ không tự động chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử này bạn không thể chỉ yêu đất nước của mình khi bạn chiến thắng vì vậy trọng tâm của tôi là những gì ông ấy đang nói và những ý tưởng mà ông ấy đưa ra ông biden nói quan trọng là liệu bạn có chấp nhận kết quả bầu cử hay không quan trọng là liệu bạn có ví dụ nói về cách bạn sẽ giải quyết vấn đề biên giới thay vì gọi người khác là sâu bọ về vấn đề an ninh tại sự kiện của trump tổng thống cho biết ông đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan tình báo và yêu cầu một phân tích độc lập về vụ việc ông bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của cơ quan mật vụ nhưng cũng nhấn mạnh cần phải xem xét liệu có thể ngăn chặn vụ việc từ trước hay không Tổng thống Biden cũng bình luận về việc thẩm phán Cannon đã bác bỏ vụ tài liệu mật Mar-a-Lago. Ông không ngạc nhiên với quyết định đó, nhưng không đồng tình với ý kiến của bà Cannon và tối cao pháp viện. Biden khẳng định, các vấn đề pháp lý này không chỉ là vấn đề pháp quyền, mà còn là vấn đề về giá trị lãnh đạo và đạo đức trong chính trị. Cuối cùng, phóng viên Hunt đã hỏi về tương lai của Tổng thống Biden trong cuộc đua Tổng thống. Biden khẳng định ông sẽ tiếp tục tranh cử và tin rằng mình đã có một nhiệm kỳ thành công. Việc ông tiếp tục tranh cử không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn phản ánh lòng tin mà người dân đã đặt vào ông. Trong bối cảnh hiện nay khi các giá trị dân chủ đang bị thách thức, vai trò của một lãnh đạo có trách nhiệm và trung thực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tổng thống cũng khẳng định rằng ông vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo vệ và củng cố nền dân chủ Mỹ. Tôi là người đã lớn tuổi, điều này đúng, nhưng tôi chỉ lớn hơn Trump 3 tuổi và trí tuệ của tôi vẫn rất tốt. Tôi đã làm được nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong thời gian dài, dài trong 3 năm rưỡi. Vậy tôi sẵn sàng để được đánh giá dựa trên điều đó chứ? Cuộc phỏng vấn dành cho tổng thống trên NBC News đã làm nổi bật một vấn đề cốt lõi trong chính trị Mỹ hiện nay: tình trạng bạo lực và cách sử dụng ngôn ngữ kích động Tổng thống Biden với tư cách là một nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một không gian chính trị bất bạo lực. Ông cũng nhấn mạnh việc sử dụng ngôn ngữ chính trị đôi khi có thể bị hiểu sai hoặc bị lợi dụng để kích động cảm xúc của công chúng. Thưa quý thính giả, trong những tháng gần đây, cuộc đua xuống đáy trong chính trị cộng hòa đã trở nên khó theo dõi hầu hết các nhà lãnh đạo GOP đến nhiều người khác, khao khát gây ấn tượng với ứng viên Trump và khát cao ghi điểm trong mắt một tội phạm hình sự, đã phải dở các chiêu thức đáng xấu hổ với hy vọng cải thiện cơ hội trở thành người cùng đồng hành tranh cử. Nhưng một ứng cử viên đã đặc biệt táo bạo khi từ bỏ tất cả các dây thần kinh xấu hổ hay sự liêm sĩ để phấn đấu đến cùng. Từ lâu được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vai diễn này sự lựa chọn dành cho J.D. Vance đã củng cố tấm vé tổng thống ngập trong những lời nói dối trong cuộc bầu cử. Chẳng hạn, vào tháng 2, thượng nghị sĩ J.D. Vance đã công khai đề xuất, các tổng thống nên sẵn sàng bỏ qua và không tuân theo các quyết định của tòa tối cao nếu họ cho rằng những phán quyết đó là bất hợp pháp. Nói cách khác, Vance cho rằng tổng thống có quyền phớt lờ các quyết định của tòa tối cao mà họ không đồng ý hoặc cho là không đúng đắn. Đáng chú ý hơn, Vance còn đưa ra bình luận, ông sẽ bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020 nếu ông là phó tổng thống vào thời điểm đó, cho thấy mức độ cực đoan của Vance là như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn khác vào khoảng thời gian đó, Vance cũng cho biết ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử năm 2024, nhưng chỉ khi chúng đáp ứng các tiêu chuẩn của ông. Tiêu chuẩn của Vance là hết sức mơ hồ. Thượng nghị sĩ cực hữu sau đó đã cố gắng bảo vệ nỗ lực của Trump vào ngày 6 tháng Giêng theo cách mà nhiều người cho là nực cười. Không ngoa khi người ta nói rằng, nếu đo bằng sự nịnh bờ, Vance rõ ràng là ứng cử viên hàng đầu. Không có bí ẩn lớn về cách Vance xuất sắc trở thành ứng viên phó tổng thống. Chính trị gia Ohio là một người trung thành với đảng và có nhiều mối quan hệ với các nhà tài trợ giàu có. Thật vậy, sự nghiệp của ông từng bao gồm một thời gian làm việc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Và rất có thể Trump muốn khai thác những mối quan hệ này để gia tăng việc gây quỹ. Là tác giả của cuốn sách Hellbilly Allergy, Vance cũng có thể giúp đảng Cộng Hòa nhắm đến cử tri ở các bang chiến trường quan trọng ở miền Trung Tây. Có thể nói như vậy vì Hellbully Allergy là một cuốn sách nổi tiếng của J.D. Vance, miêu tả cuộc sống và văn hóa của tầng lớp lao động ở vùng Appalachia, một khu vực có nhiều điểm tương đồng với các bang chiến trường quan trọng ở miền Trung Tây. Cuốn sách đó giúp Vance xây dựng hình ảnh một người hiểu và đại diện cho những người dân ở khu vực này. Do đó, Vance có thể thu hút và nhận được sự ủng hộ từ cử tri ở các bang chiến trường này những người có thể thấy mình trong những câu chuyện mà ông từng kể. Tuy nhiên, có nhiều nhược điểm đối với Vance. Sau chỉ một năm rưỡi trong văn phòng được bầu, ông ta không có thành tích gì để nói, và ông là ứng viên phó tổng thống thiếu kinh nghiệm nhất của cả hai đảng trong gần 9 thập niên. Mặc dù những lo ngại đó không phải là điều khiến Trump bận tâm. Điều Trump thực sự quan tâm là sự ủng hộ gần như toàn diện, và Vance là một người mới chuyển đổi quan điểm gần đây. Vance hôm thứ Bảy là một trong số các nhà lập pháp Cộng hòa đã đổ lỗi cho Tổng thống Biden về vụ Trump xém chết. Trước khi bước vào chính trị và trở thành một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Trump, Vance chủ yếu được biết đến và ngưỡng mộ cả trong giới cấp tiến và bảo thủ như là tác giả của cuốn sách Hellbilly Allergy và là một Never Trumper khét tiếng. Nhưng trong vài năm qua, người Cộng hòa tốt nghiệp luật diều đã nhanh chóng chấp nhận một lối sống đậm chất ma cà. Điều này cuối cùng đã giúp ông giành được một ghế trong thượng viện. Có thể cho rằng chính trị của ông không phải là sự biến đổi mà là sự nhận thức cá nhân. Dù điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi đó, tính đến thứ hai, Vance đã thành công trong việc biến mình thành một ứng cử viên phó tổng thống. Lưu ý, thiếu sức hút không có lịch sử tham gia chính trị tại Ohio và đưa ra những bình luận rằng ông không quan tâm đến những gì xảy ra với người dân Ukraine ngay sau cuộc xâm lược của Nga. Ohio có một cộng đồng lớn người Mỹ gốc Ukraine và Ba Lan. Vance bị kẹt ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư trong các cuộc thăm dò, thường đạt từ 13 đến 17%. Được cho là một trong các lý do chính mà Vance quyết định dốc toàn lực vào sự nịnh bợ cho Trump và có lẽ điều quan trọng hơn nữa là ông đã hình thành một mối quan hệ thân thiết với trump jr người đã vận động mạnh mẽ cha mình để ủng hộ vance vance có một lịch sử lâu dài về việc coi thường trump nhiều như bất kỳ đảng viên dân chủ nào người đã nói sự thật về donald trump mà rất ít đảng viên cộng hòa khác làm được như một báo cáo của Washington Post đã ghi nhận, trong chiến dịch 2016 của Trump, Vance đã tự gọi mình là một người chống Trump và tuyên bố ông không bỏ phiếu cho Trump. Cùng năm đó, Vance viết, Trump không xứng đáng với vị trí cao nhất của quốc gia chúng ta. Năm 2016, Vance cũng viết một bài cho tạp chí The Atlantic, trong đó lập luận rằng Trump là một heroin văn hóa và các hứa hẹn trong chiến dịch của Trump là một mũi kim tim vào tĩnh mạch tập thể của nước Mỹ. Vance khi đó giải thích, Trump đã đưa ra những giải pháp tạm thời cho các vấn đề phức tạp. Chẳng hạn, hứa sẽ xây dựng một bức tường để ngăn chặn dòng chảy của các loại thuốc phi pháp qua biên giới. Ông ta khiến một số người cảm thấy tốt hơn trong chốc lát, Vance biết. Nhưng ông ta không thể khắc phục những gì đang làm họ đau khổ. Và một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra điều đó. Tôi không thể chịu nổi Trump. Vance đã nói với đài NPR điều này vào tháng 8 năm 2016. Ngắn gọn và xúc tiến. Tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ phiếu cho bên thứ ba vì tôi không thể chịu nổi Trump. Ông nói, tôi nghĩ rằng ông ta là một người độc hại và đang dẫn dắt tầng lớp lao động da trắng đến một nơi rất tầm tối. Cùng tháng với cuộc phỏng vấn trên NPR, Vance đã viết một bài bình luận khác. Lần này là cho tờ New York Times, trong đó ông cho rằng Trump không phù hợp với vị trí cao nhất của quốc gia chúng ta. Vào tháng 10 năm 2016, Vance đã có một loạt tweet ngắn sau khi đoạn băng Access Hollywood xuất hiện, cho thấy Trump khoe khoang về những gì ông có thể làm với phụ nữ. Các tín đồ Kitô hữu đồng đạo, mọi người đang nhìn chúng ta khi chúng ta xin lỗi cho người đàn ông này. Chúa giúp chúng ta. Vance tweet, Hai ngày sau, ông còn tweet thêm. Trump khiến những người tôi quan tâm sợ hãi. Người nhập cư, người Hồi giáo, vân vân. Vì điều này, tôi thấy ông ta đáng kinh. Chúa muốn chúng ta làm tốt hơn. Vào tháng 3 năm sau, ông nói trong một tweet khác. Trong 4 năm nữa, tôi hy vọng mọi người nhớ rằng chính chúng tôi, những người thông cảm với cử tri của Trump, đã chống lại ông ta mạnh mẽ nhất. Không ngạc nhiên khi những bài đăng này đều đã bị xóa sau khi ông bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ từ Trump cho Thượng viện. Ngay sau khi Vance nhận được sự tán thành của Trump cho chiến dịch tranh cử Thượng viện, một người bạn cùng lớp cũ ở trường luật đã xuất hiện và chia sẻ ảnh chụp màn hình của một cuộc trò chuyện qua tin nhắn mà họ đã có vào tháng 2 năm 2016. Tôi băng khoăn không biết Trump là một tên khốn như Nixon, người có thể không tệ lắm và thậm chí có thể hữu ích. Hay là Hitler của nước Mỹ? Vance nhắn tin cho người bạn có tên George McLaurin. Thật khó mà không nặng lòng với tình huống này. Chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn liệu Vance đã trải qua một sự chuyển đổi lý tưởng vì lợi ích chính trị hay vì một sự chuyển đổi chân thành sang Maca. Dù thế nào đi nữa, một trong những người chỉ trích gầy gắt nhất của Trump từ 8 năm trước giờ là ứng viên phó tổng thống của ông cho năm 2024 và dĩ nhiên người ta khó có thể không tự hỏi liệu vị thượng nghị sĩ trẻ này có đang cảm thấy lo lắng chút nào không không phải vì việc bước vào ánh đèn sân khấu quốc gia mà là vì nhận lấy công việc từng thuộc về cựu phó tổng thống mike pence nhìn về tương lai vance dường như tự tin rằng ông sẽ thành công nơi pence đã thất bại và ông có lẽ đúng chính trị gia Ohio từng công khai tuyên bố là ông sẽ từ chối kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng Giêng nếu ông là phó tổng thống vào thời điểm đó. Vậy từng đó đã khiến những người chiến đấu vì nền dân chủ Mỹ đã rùng chưa? Sẽ ra sao nếu Trump chiếm lại được tòa bản ốc vào cuối năm nay và 4 năm tiếp theo sau đó sẽ là gì? Cập nhật thêm, Tổng thống Biden đã nói ngắn gọn với các phóng viên, J.D. là phiên bản giống hệt Trump trong mọi vấn đề. Phó tổng thống Kamala Harris đã sẵn sàng để tranh luận với ông J.D. Vance. Chiến dịch Biden-Harris đã chấp nhận lời mời tham gia cuộc tranh luận phó tổng thống do đài CBS tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8. Trong khi chiến dịch Trump chọn Fox News làm đơn vị tổ chức, người phát ngôn chiến dịch Biden khẳng định bà Harris đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận. khi các thẩm phán tối cao pháp biện đứng về phía Trump trong vụ quyền miễn trừ cách đây hai tuần. Thẩm phán Clarence Thomas đã tự ý đưa ra một ý kiến đồng thuận cực kỳ thách thức. Ông cho rằng văn phòng công tố đặc biệt Jack Smith có tính hợp hiến đáng ngờ. Theo giới truyền thông đưa tin vào cuối tuần trước, công tố đặc biệt Smith được bổ nhiệm đã thúc giục thẩm phán liên bang Alan Cannon không xem xét ý kiến đồng thuận của ông Thomas trong vụ tài liệu mật nhưng thẩm phán florida do trump bổ nhiệm đã quyết định làm ngược lại ngày hôm qua bà Ellen cannon đã bác bỏ vụ án tài liệu mật chống lại trump bà này viết trong một ý kiến việc bổ nhiệm công tố đặc biệt jack smith vi phạm điều khoản bổ nhiệm của hiến pháp hoa kỳ quyết định này có nghĩa là bằng cáo trạng của trump ở quận nam florida đã chính thức bị bác bỏ Quyết định của bà Cannon có thể bị kháng cáo và sau đó có thể bị một tòa cao hơn lật ngược, nhưng ít nhất là tạm thời, đã kết thúc một cách bất ngờ và đáng kinh ngạc vụ án hình sự được coi là mối đe dọa pháp lý nghiêm trọng nhất mà Trump đối mặt. Mặc dù vụ án đã bị đình trệ từ lâu và triển vọng về một phiên tòa trước cuộc bầu cử tháng 11 đã không thực tế, lệnh của thẩm phán là một chiến thắng pháp lý to lớn cho trump người suýt chết bởi một đảng viên cộng hòa vào cuối tuần qua và chuẩn bị chấp nhận đề cử của đảng tại milwaukee trong tuần này khi trump phải đối mặt với hàng chục cáo buộc trọng tội trên nhiều khu vực pháp lý vụ tài liệu mật nổi bật vì một lý do đây là vụ khó bào chữa nhất vào mùa hè năm ngoái, ngay cả một thượng nghị sĩ cộng hòa cũng sẵn sàng thừa nhận rằng vụ này trông như một chiến thắng dễ dàng cho các công tố viên. Nhưng hiện tại, vụ án này đã bị bác bỏ mặc dù có núi chứng cứ buộc tội. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Canon không bác bỏ vụ án dựa trên nội dung. Điều này được thực hiện dựa trên cơ sở thủ tục có nghĩa là Cannon đã quyết định bác bỏ vụ án không phải vì các bằng chứng hoặc lập luận liên quan đến bản chất của vụ án, tức là nội dung của các cáo buộc, mà là vì những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý. Cụ thể hơn, Cannon cho rằng việc bổ nhiệm công tố đặc biệt Jack Smith là vi phạm hiến pháp, do đó ông không có thẩm quyền để đơn kiện ngay từ đầu. Đây là một lý do liên quan đến quy trình và thủ tục pháp lý, chứ không phải là một quyết định về việc Trump có phạm tội hay không. Nói cách khác, bà thẩm phán không nói là Trump vô tội. Bà ấy chỉ tuyên bố việc bổ nhiệm ông Smith làm công tố đặc biệt là bi hiến, và do đó công tố viên không có thẩm quyền để trình bản cáo trạng ngay từ đầu. Theo bất kỳ tiêu chuẩn công bằng nào, những diễn biến này không chỉ đáng ngạc nhiên mà còn kỳ lạ. Như một báo cáo của New York Times đã giải thích, phán quyết của Cannon đi ngược lại các quyết định của tòa trước đây từ thời Watergate, đã công nhận tính hợp pháp của cách thức mà các công tố viên độc lập được bổ nhiệm. Giáo sư Noah Rosenblum của trường luật NYU, người ban đầu hoài nghi về việc Cannon đang làm suy yếu pháp quyền để bảo vệ Trump, đã thay đổi quan điểm. Ông gọi quyết định này là điên rồ và cáo buộc bà Cannon tự bị truyền các công tố viên của văn phòng công tố đặc biệt đã kiên quyết phản đối lập luận về điều khoản bổ nhiệm trong các phiên điều trần trước bà cannon vào tháng trước nói rằng lãnh đạo bộ tư pháp có đầy đủ quyền lực theo các quy định của riêng mình để bổ nhiệm và tài trợ cho một công tố đặc biệt họ nói với cannon rằng ngay cả khi bà đồng ý với trump biện pháp sửa chữa thích hợp sẽ không phải là bác bỏ vụ án các công tố viên cũng lưu ý lập luận của Trump đã bị các tòa khác bác bỏ trong các vụ truy tố khác do các công tố đặc biệt khác của Bộ Tư pháp thực hiện. Chẳng hạn, các thẩm phán do Trump bổ nhiệm trong các vụ án về thuế và súng chống lại Hunter Biden đã bác bỏ các lập luận tương tự vài tháng trước. Việc bổ nhiệm một công tố đặc biệt khác như Robert Mueller được Bộ Tư pháp của Trump lựa chọn để điều tra các mối liên lạc tiềm năng giữa Nga và chiến dịch Trump năm 2016 cũng đã được một thẩm phán của quận Columbia công nhận là hợp pháp. Nhưng Cannon vẫn không bị thuyết phục và bà gọi các tuyên bố của công tố viên là gây căng thẳng và như được tiếp thêm sức mạnh cho Cannon khi phán quyết của tối cao Pháp viện trao quyền miễn trừ rộng rãi cho các cựu tổng thống. Bởi thẩm phán Clarence Thomas, bởi thẩm phán Clarence Thomas viết một bản ý kiến đồng tình riêng, đặt câu hỏi liệu công tố Smith có được bổ nhiệm hợp pháp hay không. Không có thẩm phán nào ký vào bản ý kiến đồng tình, mà ông Thomas cho biết ông biết để nhấn mạnh một cách khác mà vụ truy tố này có thể vi phạm cấu trúc hiến pháp của Hoa Kỳ. Cụ thể, Thomas đã viết, các tòa cấp dưới nên cân nhắc xem văn phòng công tố đặc biệt có được thành lập bởi luật hay không. Và Cannon đã trích dẫn bản ý kiến đồng tình đó nhiều lần trong lệnh của ngày hôm qua. Cả hai thách thức về bổ nhiệm và chi tiêu như được nêu trong đơn yêu cầu đều đặt ra câu hỏi quan trọng sau. Có điều luật nào trong bộ luật Hoa Kỳ cho phép bổ nhiệm công tố đặc biệt Smith để tiến hành vụ truy tố này không? Cannon viết trong lệnh, sau khi nghiên cứu cẩn thận vấn đề quan trọng này, câu trả lời là không. Lệnh Cannon tuyên bố. Văn phòng công tố đặc biệt cùng ngày tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm số 11. Tòa này vốn đã từng đảo ngược quyết định của Cannon trước đây cũng liên quan đến vụ án. Trong một tuyên bố ngắn, công tố đặc biệt cho biết Bộ Tư pháp đã ủy quyền cho nhóm của ông theo đuổi việc kháng cáo giáo sư luật Barbara McQuaid của Đại học Michigan, lạc quan khi phóng thuyết. Hành động mới nhất của Cannon có thể thực sự mở ra cơ hội cho Smith, vì công tố có thể sử dụng những diễn biến này để yêu cầu tòa phúc thẩm chuyển vụ án sang một thẩm phán mới. Trưởng đa số thượng viện Chuck Schumer đã gọi quyết định của Cannon là sai lầm nghiêm trọng và yêu cầu phán quyết cần được kháng cáo ngay lập tức. Ông Schumer khẳng định quyết định này đi ngược lại các tiền lệ tư pháp và chứng minh thẩm phán Cannon không thể xử lý vụ án một cách công bằng. Những diễn biến cũng đặt ra một câu hỏi lớn. Nếu việc bổ nhiệm công tố đặc biệt Jack Smith là bất hợp pháp, thì các vụ án khác như vụ thuế và súng chống lại Hunter Biden cũng do công tố đặc biệt được bổ nhiệm bởi Trump liệu có hợp pháp và nó có nên bị bác bỏ có thể nói, hậu quả của quyết định có thể làm lung lay nền tảng của hệ thống pháp quyền Hoa Kỳ, gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin vào sự công bằng của tòa. Và có vẻ như quyết định của Canon cũng làm lộ rõ dự án 2025, luật thay thế nguyên tắc đầu tiên về lòng trung thành với Trump hệ thống pháp quyền vốn được xây dựng để bảo đảm công lý và trật tự, đang bị đe dọa bởi những quyết định mang tính chính trị và không nhất quán từ tối cao pháp viện cho đến tòa liên bang. Trong đêm khai mạc Hội nghị quốc gia đảng Cộng Hòa, một số diễn giả nổi bật đã tiếp tục sử dụng ngôn từ chống LGBTQ nhấn mạnh vào cương lĩnh của đảng năm 2024, trong đó kêu gọi loại bỏ đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ và chấm dứt sự điên rồ về giới tính của cánh tả. Các bài phát biểu vào tối thứ hai đặc biệt nhắm vào những người chuyển giới và không tuân theo giới tính truyền thống. Các diễn giả như dân biểu cường hữu Marjorie Taylor Greene và John James đã thể hiện rõ lập trường của họ trong việc phủ nhận và tấn công quyền của cộng đồng LGBTQ đặc biệt là người chuyển giới. Green khẳng định chỉ có hai giới tính, một quan điểm đơn giản hóa và phủ nhận tính đa dạng của bản dạng giới. James thì nhấn mạnh việc phụ nữ chuyển giới chơi các môn thể thao dành cho nữ, một quan điểm bảo thủ phổ biến. Thượng nghị sĩ Ron Johnson cũng không kém phần gay gắt khi ông tấn công vào viện giảng dạy về lý thuyết giới tính và xu hướng tình dục trong trường học, gọi đó là chương trình nghị sự cực đoan và cáo buộc nó gây ra tình dục hóa và nhồi nhét tư tưởng vào con cái chúng ta. Các bài phát biểu vào tối thứ hai diễn ra trong bối cảnh hàng loạt các vụ biện chống LGBTQ, bao gồm cả hành động phản đối cờ Bright và các xén các biểu ngữ của tháng Bright. Luật chống LGBTQ đã gia tăng trong những năm gần đây. Năm ngoái, ít nhất 75 luật chống LGBTQ bao gồm những luật nhắm vào việc chăm sóc xác định giới tính và thể thao học đường, đã được thông qua tại 23 bang. Thưa quý vị, viện chống LGBTQ, đặc biệt là người chuyển giới, thể hiện một sự thiếu hiểu biết và thiếu cảm thông đối với những khó khăn mà họ phải đối mặt. Những quan điểm như các phát biểu của GOP là lỗi thời, và nó còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và quyền của cộng đồng LGBTQ và nó còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và quyền của cộng đồng LGBTQ. Có thể chỉ ra như phủ nhận khoa học và sự thật. Việc tuyên bố chỉ có hai giới tính bỏ qua những nghiên cứu khoa học và sự thật về tính đa dạng của bản dạng giới. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng giới tính là một phổ, không chỉ đơn giản là nam và nữ. Những phát biểu của GOP có thể kích động sự thù hận và bạo lực đối với cộng đồng LGBTQ. Các hành động và ngôn từ chống LGBTQ đã dẫn đến sự gia tăng của các vụ tấn công và kỳ thị, làm trầm trọng thêm tình trạng an toàn của cộng đồng này. Ở một xã hội văn minh thì mọi người đều có quyền được tham gia vào các hoạt động và được giáo dục mà không bị phân biệt đối xử dựa trên bản dạng giới hoặc xu hướng tín dụng. Các cương lĩnh của GOP cho thấy họ thiếu sự tôn trọng và thấu hiểu đối với cộng đồng LGBTQ thay vì tạo điều kiện cho sự bao dung và hòa nhập chúng lại tạo ra sự chia rẽ và kỳ thị cuối cùng việc sử dụng quyền của cộng đồng lgbtq như một công cụ chính trị để gây dựng sự ủng hộ từ cử tri bảo thủ là một hành động vô đạo đức quyền của con người không nên bị chính trị hóa để đạt được lợi ích cá nhân hoặc đảng phái cũng tại đêm khai mạc hội nghị quốc gia Đảng Cộng hòa, trưởng phe thiểu số thượng viện Mitch McConnell đã bị la ó khi phát biểu thay mặt các đại biểu của Kentucky để chính thức đề cử ứng viên Trump. Ông McConnell sẽ từ chức lãnh đạo GOP vào cuối năm nay, điều mà các đồng minh Trump coi là bước cuối cùng để MacArthur hoàn toàn kiểm soát Đảng Cộng hòa. Trước đó cùng ngày, hơn 1.000 người biểu tình đang tập trung tại quảng trường Red Arrow, phía đông Pfizer Forum, và ngày càng có nhiều người biểu tình đến tham gia. Họ diễn hành chống RNC, phản đối các chính sách do ứng viên Trump thúc đẩy. Tối qua, Trump đã xuất hiện ở hội nghị cùng với một thứ gì đó khổng lồ được dán vào một bên đầu. Có vẻ như những người phụ tá của ông đã dán một mảnh giấy khổng lồ lên tay Trump để tạo vẻ như tay của ông ấy đang được bằng bó và đáng ngạc nhiên là ông không nói gì cả và đến đây chương trình cũng đã khép lại cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi thùy linh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai